Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Tối ngày 13 tháng 8, cả showbiz hoa ngữ đứng ngồi không yên trước loạt biến căng đến từ cái tên Trương Chết Hạn. Nam diễn viên hành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng thế chung vì loạt hành động thể hiện sự thiếu hiểu biết lịch sử nước nhà của mình. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng nam diễn viên vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ vụ việc này, không chỉ dừng lại ở câu chuyện bị dân mạng chỉ trích, Trương Triết Hạn còn bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng. Tính đến tối ngày 13 tháng 8, đã có 27 trên 27 nhãn hàng đưa ra thông báo ngừng hợp tác với Trương Triết Hạn. Lần đầu tiên trong lịch sử showbiz, nam ngôi sao Sơn Hàn Lệnh đã gây ra scandal chưa bao giờ có trong làng giải trí Trung Quốc. Chỉ trong vòng 4 tiếng, tất cả đơn vị đối tác đã mời nam diễn viên Sơn hà Lệnh làm người đại diện người phát ngôn đều quay lưng với anh bởi scandal lớn nhất từ trước đến nay. Sự bê bối ở cấp độ cao, Trinh Chiết Hạn bị cư dân mạng đào lại hành động quấy rối Cúc Tịnh Y ở phim Vân Tịch Truyện. Trong quá khứ, cả hai cùng nhau góp mặt trong Vân Tịch Truyện và Như Ý Phương Phi, như hai tác phẩm này mà khán giả biết đến họ nhiều hơn. Cụ thể đây là một đoạn clip hậu trường phim Vân Tịch Truyện được quay vào năm 2017. Trong đó, Cúc Tịnh Y và Trình Chiết Hạn có một cảnh quay ôm nhau. Đáng chú ý là bức ảnh động ghi lại cảnh nam diễn viên trong lúc ôm Cúc Tịnh Y. Thậm chí Trương Chiết Hạn xoa liên tục vào phần vai của Cúc Tịnh Y rất lâu, còn nhấn sâu vào vai nữ diễn viên. Còn về phía nhà gái, nếu để ý kỹ biểu cảm lúc này của Cúc Tịnh Y, có vẻ như nữ diễn viên đang khó chịu, cau mày, nhăn mặt vì hành động nhạy cảm của bạn diễn. Vụ việc khiến Trương Chiết Hạn bị chỉ trích dữ dội vì nghi vấn lợi dụng cảnh quay thân mật, sàm sỡ bạn diễn trong khi đó quốc tiện y cũng bị mang tiếng là người dễ dãi vì vẫn bình thản và không nói gì khi bị đụng chạm. để ý mới phát hiện trên phần lớn các phim trường, đặc biệt là các dự án phim tình cảm lãng mạn, trương chiết hạn rất thích gần gũi với bạn diễn nữ. anh rất thoải mái ôm ấp, có cử chỉ như nhéo tai, ôm má bạn diễn. thậm chí trương chiết hạn còn dự tính hôn trộm trong khi đang ôm chặt các nàng trong vòng tay của mình. Trương Chết Hạn đã từng ôm Cúc Tịnh Y rồi tính hôn cô trong sự mừng vui khi đùa giỡn với ekip vân tịch truyện. Mặt khác, ở dự án ngôn tình Ai Cũng Khao Khát Được Gặp Em, Trương Chết Hạn cũng có hành động tương tự với Trương Nhật Nam là ôm ấp và trộm hôn. Chưa dừng lại ở đó, Lý Nhất Đồng cũng từng được Trương Chết Hạn ôm má, muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được. Sau đó, nam diễn viên dường như muốn hôn cô nàng trước mặt mọi người, nhưng sau cùng chỉ là đùa giỡn. Trương Chiết Hạn vẫn luôn thích gần gũi với bạn diễn như vậy trên phim trường. Giờ đây với nhiều cáo buộc từng sàm sỡ, có lời lẽ lại không hay với Cúc Tịnh Y. Liệu các hành động từ trước đến giờ của Trương Chiết Hạn có chỉ dừng lại ở sự thân thiết hay không? Mới đây, một đoàn phim đã ấn nút tự hủy khi có động thái bênh vực Trương Chiết Hạn. Đó không may lại là phim chơi chiếu của thắn nữ bất công Bành Tiểu Nhiễm. Cụ thể, tác giả Trảm An của bộ truyện được chuyển thể thành phim Cửu Châu Chu Nhan Ký do Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã có chia sẻ gây tranh cãi dữ dội trên Weibo. Trảm An đã chia sẻ lại một bài viết dài về scandal của Trương Chết Hạn, giọng điệu cầu ý bênh vực và khuyến khích mọi người làm theo nam diễn viên. Trong khi đó, hành vi của Trương Chết Hạn đang vấp phải làn sóng ném đá mạnh mẽ từ khán giả. Trước phát ngôn của tác giả Cửu Châu Chu Nhan Ký, rất nhiều khán giả đã vào đao ban của phim và đánh giá một sao. Nhiều người còn để lại lời chỉ trích, chỉ bới bộ phim và tuyên bố sẽ tẩy chay dứt khoát. Cửu Châu Chu Nhan Ký là tựa phim đang rất được mong chờ do đánh dấu sự trở lại của Bành Tiểu Nhiễm sau nhiều năm im ắng. Chính vì vậy, nhiều fan Việt cảm thấy thương cho Bành Tiểu Nhiễm và ekip khi bị liên lụy bởi scandal của chương chết hạn, cũng như phát ngôn thiếu suy nghĩ của tác giả. Cửu Châu Chu Nhan Ký hiện đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị đắp chiếu cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Chẳng phải còn lâu lắm nữa khán giả mới có thể tái kiến nàng tiểu phong trên màn ảnh hay sao? Chúng mình là Hồng Bít. nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.